Ai cũng vậy à, bạn Linh ở bên xe bên kia lúc đó tặng cho thầy cái battery 8830, tức là nó chỉ để nghe gọi thôi, không có chức năng chụp hình hay làm gì hết. Ngày nay thầy vẫn còn xài cái điện thoại đó sau 10 năm vẫn còn xài battery không hề hư nha. Vậy thì có thầy có phải tốn tiền mua quần áo mới, tốn tiền mua giày dép, mua điện thoại hay đổi cái gì đó không? Và chị có hình dung được cái khoản mà chúng ta tiết kiệm trong những cái đó là bao nhiêu không? Nhiều lắm. Rất nhiều. Nếu như mà cứ ra cái điện thoại thầy đổi điện thoại, ra cái áo mới, ra cái xe mới thầy đổi thì chắc chắn thầy không làm từ thiện được. Bởi vì nó không đủ cho nhu cầu tiêu xài của mình, nó lấy gì làm từ thiện, lấy gì chia sẻ ha. Chính vì cái chỗ mà chúng ta nguyện giới hạn đời sống vật chất, áo mặc đủ che thân, làm sao mặc cùng lúc nhiều cái đâu mũi chi nhiều. Điện thoại để nghe gọi biết sao nghe gọi được thôi. Nguyện giới hạn đời sống vật chất để sống đời đạm bạc thanh cao đạo hạnh, tức là chúng ta không dướng vào vật chất nhiều, thành ra lúc đó mình giới hạn được cái gì chị biết không? Đang giới hạn được cái tâm tham. Đây là một trong ba cái tâm độc ngồi sáng thầy có chia sẻ, nhớ không? Chúng ta đang từng bước giới hạn và tận diệt tâm tham. Giới hạn đời sống vật chất tức là mình không có tham, ai muốn xài gì mới kệ người ta, mình cái đó còn xài tốt cứ xài, không đổi. Nguyện thứ hai, rất nhiều anh chị mỗi lần thấy miền Trung lũ lụt mình nói làm sao? Trời ơi thương quá miền Trung ơi. Câu này nghe quen không? Quen lắm. Nhưng mở mạng mở Facebook là thương quá miền Trung ơi. Có anh chị nào đọc thấy cái câu có ai về miền Trung cho tôi gửi 100 ký gạo, gửi 10 thùng mì không? Có đọc thấy câu đó trên mạng bao giờ chưa? Chưa. Đúng không? Toàn thương quá miền Trung ơi không à. Rồi cuối cùng mà nếu mà người ta đi cứu trợ đó thì mình nói làm sao? Có lấy quần áo cũ không, về soạn cho ông mớ. Ủa xong hỏi người ta là có lấy quần áo mới không? Quần áo cũ nghĩa là sao? Không xài. Nghĩa là mình không xài nữa mình mới cho. Trời ơi cái mà mình bỏ đi người ta còn xài được không? Câu lạc bộ ngày xưa thầy cũng rất là hay nhận. Thầy có nguyên một cái vàng máy giặt công nghiệp, máy ủi, máy phun nước xả thơm làm máy, rồi có một cái khuôn để xếp cho nó đẹp nữa chị. Nhưng làm riết mấy bạn bên văn phòng viêm mũi hết trơn luôn. Tại đồ cũ mà mình cho đó, để lâu quá nó mốc. Cái qua rồi giặt mũi mấy bạn đó bị cái mùi mốc đó, bị viêm mũi hết trơn luôn. Giờ thì dẹp luôn cái đó rồi. Tính ra không lợi, mua đồ mới cho nó sướng. Tại vì mỗi lần mà gom đồ cũ gần như là anh chị đem đổ rác vô nhà thầy á. Trời ơi bao nhiêu cái đồ cũ, rách, cái gì cũng cho hết trơn. Gom ra diệm xài là chất đống như núi vậy đó. Rồi mấy bạn nhân phòng soạn ra ngồi lựa cái nào còn lành lặn còn mới, đi giặt đi ủi đi hấp tẩy rồi đóng gói lại đẹp để cho công nhiều hơn cái của. Thôi đi mua đồ mới có mấy chục ngàn à. Mấy cái đồ ta xuất khẩu anh chị, ta may bị lỗi hay bị cái gì đó, cho nó trả về đó, nó bán đâu từ 50-70 cái áo thun cực kỳ đẹp. Mua mới cho luôn, đỡ mất công. Thành ra mình ngó lại đi. Chúng ta nói lời yêu thương rất nhiều ha. Nhưng mà thật ra khi mình cho, mình chỉ cho toàn là cái đồ cũ mình không xài không à, cái mới mình xài mình đâu có cho đâu, cái tốt mình xài đâu có cho, đúng không? Vậy cái đó phải là yêu thương không? Nó gần như đem đi đổ rác á, nhờ thầy đổ rác đổ về chai giùm á, đúng không? Nó không phải là yêu thương đâu, thầy nói nghiêm túc. Do đó cái nguyện thứ hai á, thầy nói rất rõ, nguyện thứ hai là nguyện phát tâm từ bi, nhưng mà không phải tâm từ bi để nói miệng đâu, nguyện phát tâm từ bi để yêu thương, chia sẻ, cứu giúp chúng sanh. Tức là nó phải sao chị? Nó phải bằng một hành động thực tế chứ không phải nói miệng. Nhớ chỗ này nha. Yêu thương mà cứ thương quá miền Trung ơi, mà không ai gửi cái gì cho hết trơn mà thương cái gì. Mà gửi thì gửi cho đống đồ cũ, mình không xài không mặc mình mới cho. Nó không phải là yêu thương nha. Do đó yêu thương nó phải là một cái hành vi thực tế gì. Do đó nguyện thứ hai là nguyện phát tâm từ bi, không phải để nói miệng thương quá miền Trung ơi đâu ha. Mà nguyện phát tâm từ bi để yêu thương, chia sẻ và cứu giúp chúng sanh. Cái nguyện này nhằm tận diệt cái gì anh chị biết không? Giới hạn đời sống là tận diệt tâm tham rồi, thì cái nguyện mà phát tâm từ bi để yêu thương, để chia sẻ, để cứu giúp là tận diệt cái gì? Tận diệt gì ạ? Mạnh dạng lên chị. Nói đúng cũng được mà sai cũng được, đâu có sao đâu, đâu bị trừ điểm đâu. Vẫn cái tôi của mình. Gần gần đúng rồi đó. Tận diệt gì ạ? Nãy tận diệt tham rồi, giờ tận diệt tới gì vậy? Sân. Tại sao cái đó lại tận diệt sân?
đối ngược lại với ghen ghét là cái gì? Là yêu thương. Anh chỉ biết phát tâm từ bi, yêu thương, chia sẻ, cứu giúp người khác. Vậy trong tâm mình có chứa cái sự sân hận, ghen ghét, hơn thua không? Ngày xưa đó mình không có tâm từ bi ha. Cái mình vô mình thấy nhân viên mới ra cái iPhone 10X gì đó, cái nó vô nó xài, mình trưởng phòng chưa dám mua mà nhân viên nó mua nó xài, mình thấy sao? Tức quá. Chảnh ha, mày khè sếp không? Ghét, đì nó. Có không? Có. Nhà hàng xóm mua xe hơi sáng ra nổ máy nó xịt khói qua nhà mình. Ghét không? Ghét, không chơi với nó nữa. Mấy đồ trội qua nhà nó. Có không? Đó là tâm gì? Sân. Tâm sân. Khi mình thua người khác, mình không bằng người ta, mình hay ghét người ta, hay sân hận. Sân nên là nóng giận, là ganh ghét anh chị. Vậy đối trị ngược lại với ganh ghét là gì? Là yêu thương. Vậy bây giờ nếu mà anh chị phát tâm từ bi để yêu thương, chia sẻ, cứu giúp, tức là trong tâm mình chứa đựng chất liệu từ bi yêu thương, có chỗ cho ganh ghét sân hận ở không? Thay vì phải mất thời gian đi tận diện nó thì thôi, hãy chứa đựng chất liệu yêu thương thì cái kia làm gì có chỗ ở. Của mình còn lấy mình đi chia sẻ, đi cứu giúp người khác thì người ta mua được món đó mình mừng gần chết, khỏi cứu trợ đó, lấy đâu nương ganh ghét, phải không? Đó là từng biết chúng ta tận diệt tâm sân nữa ha, để tận diệt được tham rồi nè, rồi tận diệt được sân. Vậy cái cuối cùng là gì? Si là gì? Tức là thấy con nào dễ thương quá tới đứng trước nhà cổ gọi là si hả, hay sao? Nói cho thầy nghe chữ si coi, thế nào là si? Si nó có nhiều nghĩa đó, chẳng hạn như thấy cô nào dễ thương cứ tới trồng cây si trước nhà cổ ha. À cái đó là si mê. Còn chữ si trong nhà Phật là cái gì ạ? Si đây là gần nghĩa là vô minh đó, không có sáng. Si đây là tâm tối, là u mê, là không có sáng. Vậy làm sao để tận diệt tâm si? Chúng ta có cái nguyện thứ ba, nguyện thực hành chánh niệm tỉnh giác để khai mở trí tuệ và nâng cao đời sống thánh thiện. Nguyện đó nó thuộc về giá trị tinh thần. Nguyện thứ hai thuộc về giá trị con tim yêu thương. Nguyện thứ nhất thuộc về giá trị vật chất, nguyện giới hạn đời sống vật chất. Nguyện giới hạn đời sống vật chất, tận diệt tâm tham. Nguyện phát tâm từ bi để yêu thương, chia sẻ, cứu giúp. Nguyện thuộc về con tim. Nguyện thứ ba, nguyện thực hành chánh niệm tỉnh giác, đó là quyển tu tập đọc chú đại bi, ngồi thiền gì đó nhằm khai mở trí tuệ để nâng cao đời sống thánh thiện. Nguyện đó thuộc về khối óc. Còn tiền khối óc có đủ chưa? Nếu chúng ta thực hành ba nguyện này, chúng ta đã từng bước tận diệt tham sân si. Tận diệt tham sân si thì đặt chân vào đâu ai biết? Cõi Phật, niết bàn, đơn giản vậy. Đây là một cái thánh tích mà chúng ta nên lưu ý chị. Nó nằm trong cái câu chuyện, cái quyển sách đó là những lời vấn đáp của Ngài Ni Tiên và vua Nidanda. Gọi là Mi Tiên vấn đáp. Vì nào có thể search trên mạng hoặc tìm mua quyển đó, Mi Tiên vấn đáp. Trong đó Ngài Na Tiên là một vị thánh tăng, vua Nidanda là một vị vua cực kỳ giỏi. Thế thì ông này mới làm khó Ngài Na Tiên, ông hỏi rằng là vậy chứ nhà sư đã chứng đắc chưa, đã đặt chân vào niết bàn chưa, đã tu có chứng đắc chưa? Thì chúng ta có hai cách, một là trả lời chứng đắc, hai là trả lời chưa chứng đắc. Nhưng mà trả lời cái nào nó cũng vướng vào giới luật đó anh chị. Tại trong kinh Đức Phật dạy rất rõ, người tu chứng đắc không được phép xin mình chứng đắc. Tại sao vậy? Tại vì mình xưng mình chứng đắc, người ta cũng không có tin. Người ta đã tu tới chỗ đó đâu, người ta biết mà người ta tin. Anh chị nào trên xe này đã ăn sầu riêng rồi? Thầy chưa từng ăn cái đó, chưa từng biết cái đó là sao. Tả cho thầy nghe coi sầu riêng nó thơm cái mùi gì. Thầy nhớ cho biết không? Không. Thầy chưa biết cái đó. Hay là thơm giống nước hoa? Hay là thơm giống trái xoài, trái nhãn, thơm mùi gì ạ? Thầy chưa biết cái sầu riêng mà tả thơm mùi sầu riêng cũng quầy chết rồi. Thơm mùi sầu riêng là thơm mùi gì? Nó giống với trái gì mới được chứ? Không giống như gì hả thầy? Kiểu vậy hả? Thầy đã
không biết chứ tôi mới hỏi mà anh chị nói kiểu đó rất quá rồi. Rồi trái đó nó ngọt không? Ngọt. Ủa ngọt giống một đường cát hay đường phèn hay là giống nhãn, giống cam, giống gì? Giống giống sầu riêng. Trời ơi quề. Ôi quề giống thiệt chứ. Rồi trái đó nó béo không? Béo. Ủa béo giống dầu ăn nếp tiên hay là giống mỡ heo hay giống gì? Giống dừa. Không phải luôn. Vậy làm gì có trái đó trên đời? Bây giờ thầy hỏi ba cái anh chị trả lời không được hết trơn mà. Hỏi thơm mùi gì anh chị tả hoài không ra cái mùi của nó. Hỏi ngọt giống gì tả cũng không được, hỏi béo sao cũng tả không được. Vậy là chị nói xạo rồi, làm gì có trái đó. Thấy chưa? Mà thầy chưa thấy trái đó bao giờ mà. Chưa biết nó, tự nhiên thầy nghe anh chị tả cái sầu riêng thầy không hình dung được nó là cái trái ra làm sao. Vì anh chị tả không được cái mùi thơm của nó. Không tả được vị ngọt của nó. Không tả được vị béo của nó, đúng không? Thầy có thể kết luận là chị nói xạo không? Thầy có thể kết luận là không hề có trái đó trên đời không? Chính vì vậy Đức Phật mới ra cái giới luật rất quan trọng là người tu chứng đắc không được phép nói mình đã chứng đắc. Bởi vì mình nói người ta không tin. Người ta không tin người ta sẽ nói lời xúc phạm. Khi người ta nói lời xúc phạm tới mình, người ta bị tổn phước vô cùng lớn. Tại vì việc anh chị xúc phạm một người bán vé số, bán vé chai và việc anh chị xúc phạm một thủ tướng khác nhau không? Khác nhau. Anh chị đang chị chửi thằng bán vé chai, bán vé số, không ai bắt anh chị bỏ tù hết. Ngon ra đứng chửi thủ tướng rồi, bắt bỏ tù liền, đúng không? Còn nếu chị vô chùa chửi một hòa thượng, một sư ông thì nói sao? Trời, nó còn tổn phước tới cỡ nào nữa, đúng không? Mà nếu mà vị đó là một thánh tăng đã chứng đắc thì sao? Anh chị hiểu tại sao Đức Phật ra giới luật này chưa? Bởi vì người chứng đắc, người ta mới biết được cái sự chứng đắc. Còn mình chưa tới chỗ đó, mình không thể hình dung được trái sầu riêng nó làm sao hết. Không thể diễn tả được, người ta cũng không tả cho mình nghe được. Mà người ta có tả, mình cũng không có tin, không có hiểu. Vì vậy Đức Phật ra cái giới luật là không được phép nói với người khác cái việc tu tập chứng đắc của mình. Do đó khi vua Mininda hỏi ngài Na Tiên, hòa thượng đã chứng đắc chưa? Ngài Na Tiên trả lời sao vậy? Nói chưa thì coi thường mình, mà nói chứng đắc rồi thì phạm giới luật nó không được. Có không? Ông vua này cực kỳ giỏi, vậy ông thông minh khủng khiếp lắm. Biết bao nhiêu nhà sư là bị ổng đặt những câu hỏi khó mà bỏ chùa đi luôn, không tu nổi ổng. Do đó lúc đó ở trên mới phái ngài Na Tiên xuống để mà thu phục ông này. Do đó mình có quyển Bi Tiên Vấn Đáp rất hay anh chị. Thì lúc đó ngài Na Tiên mới trả lời như vậy: thưa bệ hạ, khi nào bần tăng tận diệt được tham sân si thì bần tăng chứng đắc. Khi nào bần tăng chưa tận diệt được tham sân si thì bần tăng chưa chứng đắc. Đồng ý không? Ông đâu có nói chứng đắc hay không chứng đắc đâu. Ông chỉ nói là khi nào ông tận diệt được tham sân si thì ông chứng đắc, mà ông chưa tận diệt được thì ông chưa chứng đắc. Ông đâu có nói ông đã chứng đắc hay là ông chứng đắc đâu. Mà muốn chứng đắc thì phải tận diệt ba cái đó, mà chưa tận diệt ba cái đó thì chưa chứng đắc. Còn việc ông tận diệt được hay không, việc riêng của ông đâu nói gì. Vì tiên vấn đáp cực kỳ hay. Do đó chị nhớ nè, không cần phải đọc kinh sách nhiều, phải tu tập gì nhiều hết. Muốn chứng đắc tận diệt có ba món thôi: tham, sân, si. Mà muốn tận diệt ba món này thì sao? Thì phải có ba cái phát nguyện. Có cần bốn cái hay năm cái không? Nhiều sư tới làm khó thầy. Mấy sư nói sao thầy đưa chỉ có ba cái vậy, em đưa đại bốn năm cái cho tụi nó tu, nó làm cho nó rốt ráo. Thầy nói ủa có ba cái để tận diệt rồi đưa tới bốn năm cái diệt cái gì nữa giờ? Nhớ, không cần nhiều. Muốn tận diệt ba cái, thay vì không tham, tức là không sát sanh đủ chưa? Không trộm cắp đủ chưa? Không tham á. Đối trị với lại tâm tham là sao anh chị? Giới hạn đời sống vật chất, biết đủ. Biết đủ rồi làm gì nữa tham? Cơm ăn đủ no, áo mặc đủ che thân, điện thoại đủ để nghe gọi, có gì nữa đâu tham. Biết đủ. Không sân, không nóng giận, không ganh ghét, không hơn thua với người khác. Đối trị với cái tâm đó thì bằng tâm yêu thương. Yêu thương. Ủa nếu mà mình biết yêu thương thì mình làm gì có cái chỗ chứa đựng cái tâm kia nữa đâu, đối diện nó chi cho mệt, đúng không? Chứ còn chị diệt cái tâm sân rồi mà chị không có tâm yêu thương, giống như một cái trái tim mà bỏ trống vậy đó. À, không có trồng cỏ thiệt nhưng mà cũng không trồng lúa, cuối cùng cái gì mọc? Cỏ mọc. Cỏ mọc, mất thời gian nó cũng sân trở lại như cũ à, đúng không? Thay vì mình mất thời gian đi nhổ cỏ thì thôi mình đi trồng lúa đi, trồng lúa rồi thì không có cỏ, chỗ cho cỏ mọc thôi. Thay vì mình mất thời gian để tận diệt tâm sân hận của mình thì mình hãy bỏ vào đó là tâm yêu thương. Tâm đó đã biết yêu thương rồi, thấy người ta được giàu có, được sung sướng mừng mình chết, khỏi phải đi cứu chợ, nó nhẹ gánh để còn đi lo người khác, đúng không? Lấy đâu đều sân si. Còn khi mình không có tâm yêu thương,
mình thấy nó cất được cái nhà là mình ghét á. Tôi còn chưa cất nhà á, phải đặt cất nhà ha. Tôi chưa mua điện thoại, phải đặt mua điện thoại xịn nè. Mình nghe ghét mình sân, sân mình mới làm chuyện si mê khời dại, mình trù dập đì người ta, đúng không? Còn giờ mình yêu thương, mình thấy ta mua được mình mừng, trời ơi sướng nha, nay có tiền mua điện thoại mới ha, hạnh phúc nha, sướng nha, mình mừng cho người ta, đúng không? Một người bớt nghèo khổ là mừng cho một người chứ sao lại sân. Thành ra muốn tận diệt tâm sân thôi, đừng mất thời gian tận diệt nó, mà hãy nuôi dưỡng, hãy làm lớn lên cái tâm yêu thương của mình, được không ạ? Được ha. Rồi muốn tận diệt tâm si, ủa đứa nít mà nó không học điều tốt thì nó học điều gì? Học điều xấu. Thay vì giờ cấm nó đừng chữ thề, cấm nó đừng học điều xấu, cấm được không? Không dạy nó điều tốt mà chỉ cấm mày học điều chữ thề, nhỏ ra thấy ta chửi nó cũng bắt chước à. Thì thay vì vậy thì dạy nó cảm ơn, vậy nó nói điều tốt đi, thì trong đầu nó không có từ xấu, nó chứa từ tốt không chỗ đâu chứa từ xấu, đúng không? Muốn tận diệt tâm si thì tập cho người ta tu tập thiền định, tụng kinh trì chú gì đó để khai mở cái trí tuệ của mình ha, thực hành chánh niệm tỉnh giác để khai mở trí tuệ và nâng cao đời sống thánh thiện. Anh chị thấy ba điều này có khó không? Khó. Bởi vậy cái đợt vừa rồi mới vừa kết thúc phát nguyện 5 năm, nguyên đám câu lạc bộ Huỳnh Mai nó túi nhau đi mua đồ, tại 5 năm đó nó không được đi mua gì hết, nó phát nguyện thầy rồi nó không dám đi mua, lôi đồ cũ lỡ mặt, mặc xong vừa mới hết phát nguyện nó nói thầy cho ngưng 10 bữa rồi đi sắm đồ thầy ơi, 5 năm nay không được sắm đồ. Và trong câu lạc bộ lúc đó là có hai bạn là đợt đó không có được về dự lễ phát nguyện nên hai người đó sót ngoài sổ. Và cuối cùng hai người sót đó rất là tội nghiệp, tại vì mỗi lần mà câu lạc bộ thèm ăn gì đó, lỡ phát nguyện rồi đâu dám đi ăn xài mang phí đâu, không dám ăn sang, đè hai đứa kia ra, hai đứa này chưa phát nguyện dắt mọi người đi ăn. Thành ra xe này lưu ý, nếu bạn nào không phát nguyện, những bạn phát nguyện rồi mai mốt cứ kiếm mấy bạn chưa phát nguyện bắt nó dắt đi ăn, bắt nó dắt đi sắm đồ, tại nó chưa phát nguyện nó có quyền xài tiền. Xe mình có muốn phát nguyện điều đó không? Muốn không, bữa nào thầy dắt về chùa làm cái lễ đàng hoàng anh chị. Mày làm lễ phát nguyện trước Phật, trước sư này bạn đàng hoàng, một lần phát nguyện 5 năm ha. Cố gắng thực hành nghiêm túc trong 5 năm, chúng ta đã từng bước tận diệt tham sân si, từng bước đặt chân vào niết bàn, vào chỗ tỉnh thức, chỗ giác ngộ. Thầy nói nghiêm túc, không có khó. Cái này trong kinh điển nói rõ ràng luôn chứ không phải tự nhiên thầy dựng ở đâu nha. Tu nó khó không? Khó. Dễ không? Dễ. Khó thì cũng khó thiệt, tại vì nếu mình không có giới hạn được đời sống vật chất của mình ha, không phát nguyện được tâm yêu thương thì thấy nó khó. Nhưng mà mình phát nguyện được thì nó dễ ẹt mà. Cái gì đâu, có 3 cái thì đâu có tới 30 cái đâu mà khó. Đâu phải 30 hay 300 cái đâu mà khó. Hy vọng là hôm nào đó thầy tổ chức cái lễ phát nguyện anh chị sẽ tham gia. Ai đồng ý giơ tay lên thầy xem. Còn mấy người kia là sẽ hy sinh dắt mọi người đi ăn phải không? Ai không đồng ý là có quyền hy sinh dắt mọi người phát nguyện đi ăn ha. Đồng ý giơ tay lên không? Lần trước phát nguyện là đi mua đồ trước đây. À, đi mua đồ trước khi phát nguyện hả? À, chúng ta cũng về tới Sài Gòn anh chị. À, các chị Phan Hỷ uống hết nước trong chai đừng bỏ phí ha. Rồi gom cái chai gom rác lại luôn thầy.